Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc, Vịnh Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phổ biến kiểu thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và rông. Trong mưa rông, người dân và du khách cần đề phòng xét và gió giật mạnh. Tại khu vực miền Đông, do có mưa rông nên nhiệt độ giảm đáng kể, duy trì trong khoảng từ 24 đến 27 độ, tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Còn tại các địa phương miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, đêm và sáng có mưa rông nhưng trưa chiều trời giảm mây, hừng nắng, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 24-25 độ và cao nhất khoảng từ 29-30 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm huyện đảo Cô Tô, tiết trời chủ đạo là nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và rông, nhiệt độ giao động từ 24 đến 27 độ. Trên biển có gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nên tàu thuyền cần chú ý đảm bảo an toàn khi lưu thông. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, kèm theo nguy cơ về lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa xảy ra tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Do có mưa nhiều nơi nên nền nhiệt độ ở miền Bắc giảm đáng kể. Ban đêm trời mát mẻ và ban ngày, nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có kiểu thời tiết tương đồng với khu vực miền Bắc. Với những cơn mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ phổ biến dao động từ 31 cho đến 32 độ. Đối với phần còn lại của miền Trung, gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh trở xuống đến Bình Thuận, trong đêm nay chỉ có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều mai sẽ có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên, nên đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành phía Nam cũng sẽ có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và rông. Cùng với đó, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ, phổ biến ở mức từ 27 đến 30 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang tình hình thời tiết biển, đêm nay ngày mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có mưa rông mạnh. Bà con ngư dân cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Riêng ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.